Và đặc biệt là cái điểm nhấn mà cả đất nước ta chưa bao giờ từng có, đó là xây dựng một cái sân bay, gọi sân bay Vân Đồn. Sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh là của tư nhân nha các bạn. Một cái mô hình ấy, một cái mô hình thành công rực rỡ và những cái con đường kết nối của cái tỉnh Quảng Ninh ấy. Các bạn đến Quảng Ninh, tôi chưa đến Quảng Ninh trong thời gian gần đây, nhưng mà tôi biết rằng đó là một cái thành phố rất là hiện đại rồi. Đó là cái kiểu mẫu thành công về kêu gọi cái vốn trong dân. Tôi muốn nói đến là cái sự thay đổi khi mà cái ông Phạm Minh Chính, thủ tướng ta giờ đấy, cách mà chính phủ chúng ta chọn một cái người để mà điều hành bây giờ là người biết làm, là người biết làm. Và may mắn lớn nhất là cái sân bay Vân Đồn là sân bay tư nhân nha. Các bạn phải biết nhờ này, nói như này thì các bạn đã biết là cái điểm nhấn của sân bay Vân Đồn nó rất là đẹp. Sân bay Vân Đồn rất đẹp. Và thứ hai là cái sân bay Vân Đồn này nó có vốn là hơn 7.000 tỷ. Và nó xây với cái thời gian khủng khiếp, xây với thời gian cực nhanh. Trái lại với những cái công trình của nhà nước ấy, khi mà vốn của nhà nước ở Sài Gòn này, các bạn có tin nó có những công trình 20 năm chưa hoàn thành. Đó là sự thật đấy. Bỏ hoang, có những cây cầu á, làm không giữa hai đầu, không có đưa đi được, cứ để giữa cái dòng sông cây cầu vậy. Ở Sài Gòn nó có cả những cái cây cầu đấy. Đó là cái cách chúng ta làm ăn kiểu đầu tư nhà nước. Thì bây giờ ông biết là cái cách đó nó trì trệ. Thì ông cho người ta xây dựng cái sân bay Vân Đồn là xây bằng sân bay tư nhân. Họ xây có 27 tháng xong cái sân bay quốc tế Vân Đồn là của tư nhân. Và chỉ xây dựng xong qua 27 tháng là xong, và đó là biểu mẫu rất là đẹp. Đó là biểu tượng của một thành công. Và khi mà thành công được cái sân bay Vân Đồn này đấy, thì cái mô hình này nó được nhân rộng ra. Và người ta ước rằng nếu như mà có một cái người thủ tướng như vậy làm thủ tướng đất nước ấy, mà tất cả đất nước chúng ta đều đồng loạt đã triển khai các cái dự án hạ tầng phát triển đất nước ấy, mà lại không cần phải bỏ tiền ra đấy, thì đất nước ta chỉ mất 5 năm là trở thành nước hiện đại. Chỉ mất 5 năm là trở thành nước hiện đại. Nếu mà cái theo cái mô hình của Quảng Ninh mà ứng dụng cho cả nước mà xong á, thì chúng ta chỉ mất 5 năm để chúng ta trở thành từ một nước nghèo sang một nước giàu. 5 năm là có thể làm được việc đó, nếu như cái mô hình của Quảng Ninh mà được điều hành bởi một cái chính phủ gọi là cầu thị, một cái người thủ tướng ấy. Bây giờ chúng ta ông đã làm tốt ở Quảng Ninh lắm rồi đấy. Và bây giờ mà chúng đưa vào cái nền kinh tế mà được toàn quốc như vậy, thì cái đất nước, những cái kẻ mà gọi là đói rách ngang chỗ này, cái kẻ mà gọi là cơ hội này, những cái kẻ mà gọi là thừa nước đục thả câu này, rồi những cái câu chuyện này của những cái người làm chi trệ này, kinh tế, có một số người họ không muốn hiện tại đất nước ta đâu. Bên cạnh những cái người có khát vọng cháy bỏng như người dân chúng ta là muốn đất nước ta giàu đẹp, thì có một số người họ không thích cái điều đó, bên cạnh đó là một số người họ không thích cái điều đó. Chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta đều mong muốn đất nước ta xinh đẹp, chúng ta đều mong muốn đất nước ta hiện đại. Nhưng mà không phải chỉ là một số các tổ chức chống đối ngoài Việt Nam đâu. Ví dụ như một số các cái đài, cái báo, cái trang lá cải ở nước ngoài.